Ai nói gu lạ vậy? Nhưng mà kể ra cũng đẹp đôi đấy chứ ạ. Nói gì về anh ta đây? Làm sao mà chấm dứt được chuyện này nhờ? Nếu như điều ước này trở thành sự thật thì mình sẽ nói cho chị biết là mình được ước gì. Anh cụ tè này, em gái đưa cho anh ăn đi nào. Em ăn đi. Anh ăn đi. Ăn giọng như anh nhiều. Anh đi ăn. Ăn đi.